làm đơn giản là thu gom phân loại rác tại nhà, phụ nữ ở Quảng Ngãi đang biến rác thành tiền, giúp đỡ những hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Công an xã vùng cao Quảng Ngãi vào cuộc ngăn chặn chống hủ tục mê tín dị đoan, nhất là nạn nghi kỵ cầm đồ thuốc độc. Xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang cập nhật tin tức cùng bản tin trưa ngày 17 tháng 3 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Sáng nay tại điểm cầu Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Phiên đã tham dự hội nghị trực tuyến thống kê toàn quốc để tổng kết đánh giá công tác thống kê nhà nước thời gian qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong những năm tiếp theo. Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì. Qua 70 năm xây dựng và phát triển, thống kê Việt Nam đã đạt được kết quả đáng ghi nhận với 7 nội dung chủ yếu. Cụ thể, đã hoàn thiện thể chế các văn bản pháp luật về thống kê. Mô hình tổ chức của Tổng cục Thống kê được kiện toàn từ trung ương tới địa phương. Tổ chức thống kê tại bộ ngành địa phương được hình thành và củng cố. Trình độ năng lực của người làm công tác thống kê ngày càng được nâng cao. Công chức, viên chức thống kê được đào tạo cơ bản với gần 5.000 người có trình độ đại học và trên đại học, chiếm trên 95% tổng số công chức viên chức hiện có. Công tác chuyên môn luôn được nghiêm túc triển khai thực hiện với kết quả tích cực. Trong 50 cuộc điều tra thống kê thuộc chương trình điều tra thống kê quốc gia, Tổng cục Thống kê chủ trì thực hiện 35 cuộc điều tra thống kê, chiếm tỷ lệ 70%. Trong đó, 3 cuộc tổng điều tra được quy định trong luật thống kê là tổng điều tra dân số và nhà ở, tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và tổng điều tra kinh tế. Hoạt động điều phối thống kê được thực hiện có hiệu quả, giúp công tác thống kê được triển khai thống nhất, đồng bộ, toàn diện từ trung ương đến địa phương. Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam và các đề án lớn về thống kê được mở rộng theo hướng hội nhập sâu rộng, góp phần nâng cao năng lực vị thế của thống kê Việt Nam. Với cách làm đơn giản là thu gom phân loại rác tại nhà, phụ nữ ở Quảng Ngãi đang biến rác thành tiền. Mô hình này đạt được hai kết quả tốt là giúp đỡ những hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, thứ hai là góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Bà Huỳnh Thị Tho ở thôn Diêm Điền, xã Tịnh Hòa, thành phố Quảng Ngãi đang nuôi con gái út đi học và một cháu gái còn nhỏ đã mồ côi cha mẹ nên hoàn cảnh khó khăn. Hội phụ nữ xã Tịnh Hòa đã quyết định trao cho bà Tho số tiền tiết kiệm 5 triệu đồng để giúp bà Tho vượt khó khăn trước mắt, giúp con gái và cháu gái của bà tiếp tục đến trường. Nói chung là chị em phụ nữ cũng quan tâm tới gia đình cô. Nói chung là cô cũng không muốn dạy cho người đau hoàn cảnh. Thành ra cô cũng rất cảm ơn các ngành, các chị em phụ nữ giúp đỡ gia đình cô. Số tiết kiệm 5 triệu đồng là tiền bán phế liệu của hội phụ nữ xã Tịnh Hòa, thành phố Quảng Ngãi. Và đây là số thứ 3 hội đã trao cho các hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn và đang nuôi trẻ mồ côi. Khi mà họ vận động được cái vấn đề họ bỏ riêng á, thì bởi vì hội vận động cho nên họ sẽ đi dành. Khi phụ nữ triển khai thu gom á, là chị em chị hiệu trưởng sẽ trực tiếp đến nhà. Có chị sẽ gửi lại cho hội để hội gom về một điểm về từng thôn nhà sinh hoạt. Có bón rồi lấy quỹ gửi cho về hội Liên hiệp phụ nữ xã. Cái số tiền này thì hội sẽ gom trên năm chi hội, từng cái hội viên mà đóng góp đó là trao sổ tiết kiệm cho hội viên nghèo. Mô hình biến rác thành tiền để gây quỹ tình thương được hội phụ nữ xã Tịnh Hòa triển khai từ năm 2019. Hội phụ nữ thông tin rộng rãi đến các hội viên, hướng dẫn phân loại rác và thu gom rác thải có thể tái sử dụng để gây quỹ. Mỗi tháng một lần, các chi hội trưởng sẽ đến nhà thu gom hoặc các hội viên trực tiếp mang đến các điểm tập kết của thôn. Số tiền bán phế liệu sẽ cùng đóng góp vào quỹ. Mô hình góp phần hạn chế được rác thải nhựa ra môi trường. Hiện nay thì cái vấn đề mà rác thải mà khó phân hủy mà tới sử dụng được là hạn chế mà môi trường rất là nhiều. Bởi vì chị em đã đóng góp cho hội và có môi trường còn ngày còn xanh sạch đẹp hơn nữa. Và đóng góp cái việc mà xây dựng nông thôn mới cũng như nông thôn mới nâng cao của xã Tịnh Hòa. Cũng là mô hình biến rác thành tiền. Chi hội phụ nữ thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi có cách làm khác hơn. Chi hội xây dựng một điểm tập kết sẵn. Mỗi ngày hội viên phụ nữ có gì thì mang đến bỏ vào trong điểm tập kết này. Mỗi năm sẽ có 3 đợt bán phế liệu. Toàn bộ số tiền gom quỹ tình thương để đến dịp Tết Nguyên Đán tặng quà cho tất cả phụ nữ nghèo đơn thân của thôn Tư Cung. Trong là có cái gì cô đem cô đổ vô đó. Trong là góp phụ nữ nghèo đó thôi. Mô hình biến rác thành tiền được chi hội phụ nữ thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê thực hiện từ năm 2014. Sau 8 năm, phụ nữ thôn Tư Cung đã thành thục với phân loại rác. Ngay tại hộ gia đình, rác được phân thành hai loại là rác phế liệu để bán lấy tiền và rác tổng hợp để xe rác thu gom xử lý. Khi mô hình biến rác thành tiền triển khai, vừa có tiền gây quỹ, vừa bảo vệ được môi trường. Phân loại rác thải ra,
những cái rác mà không tái chế được thì mình nên là bỏ để là thu gom. Còn những cái vật dụng, những cái phế liệu mà tái chế được thì mình nên chở vào đến cái điểm phế liệu của cái chi hội phụ nữ thôn Tư Cung mình, để là mình góp một cái phần nhỏ để cho những hội viên phụ nữ khó khăn. Cho nên là khi mà sinh hoạt và hoạt động từ năm 2014 nay là còn ngày là cái chi hội của cô là hàng năm là chị em là đóng góp chở, có gì là chở đến để cùng chung tay với cô, là cho nên có một cái khí thế để cô cố gắng là duy trì nhiều năm với cái mô hình này. Mô hình biến rác thành tiền đang lan tỏa sâu rộng ở nhiều cấp hội phụ nữ trong tỉnh Quảng Ngãi. Mỗi nơi một cách làm, như thu gom tự nguyện hay mang rác đổi quà. Nòng cốt chính là việc tuyên truyền tới hội viên và người dân tự phân loại rác thải sinh hoạt ngay tại hộ gia đình, góp phần vào thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới, vừa thể hiện được tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau của phụ nữ Quảng Ngãi. Những vụ án do hủ tục nghi kỵ cầm đồ thuốc độc gây ra đều mang lại nỗi đau chồng chất cho người dân ở các địa phương vùng cao vốn dĩ yên bình của tỉnh Quảng Ngãi. Và cuộc chiến ngăn chặn chống hủ tục mê tín dị đoan, nhất là nạn nghi kỵ cầm đồ thuốc độc không để xảy ra vụ việc đau lòng tương tự, đang được công an xã vùng cao Quảng Ngãi vào cuộc. Phóng sự thực hiện tại làng Tốt, xã Ba Lế, huyện vùng núi cao Ba Tơ, Quảng Ngãi. Năm 2019, do nghi ông Phạm Văn Lối ở thôn làng Tốt, xã Ba Lế, huyện Ba Tơ cầm đồ thuốc độc, Phạm Văn Soi cùng Phạm Văn Cua và Phạm Văn Nghề đều ở thôn làng Tốt đã sát hại ông Lối rồi bỏ xác trên sông Liên. Đến nay, cả ông Phạm Văn Soi, Phạm Văn Cua và Phạm Văn Nghề vẫn còn đang thi hành án tù giam. Người chết, cả đi tù, người dân ở làng Tốt hiểu hơn về hậu quả của vụ án đau lòng do tệ nghi kỵ cầm đồ thuốc độc gây ra. Cách trăn trở nhất đối với công an chính quy đảm nhiệm về xã là chúng tôi phải thường xuyên tăng cường xuống thôn để mà làm tốt công tác tuyên truyền cho người dân hiểu biết về vấn đề pháp luật và làm sao để hạn chế về văn tục lạc hậu mà tồn tại bấy lâu nay, và nhất là vấn đề nghi kỵ cầm đồ thuốc độc trong đồng bào dân tộc thiểu số. Trường hợp ông Phạm Văn Chính ở xã Ba Lế, huyện Ba Tơ, sau khi thi hành xong án phạt tù vì tội giết người do hủ tục nghi kỵ cầm đồ thuốc độc, đã trở về quê lo chí thú làm ăn. Nhờ tuyên truyền giáo dục nên ông Chính đã từ bỏ suy nghĩ lối sống hủ tục và tuyên truyền đến người dân. Trước đây dân làng và tôi đều nghi kỵ một người cầm đồ thuốc độc, nên tôi đã cùng một số người giết chết người đó. Tôi bị xử tù nhưng cải tạo tốt nên được về trước thời hạn. Tôi đã bị phạt tù vì tội giết ổng. Bây giờ tôi sợ lắm rồi, không còn nghi việc có đồ độc hay chết người nữa. Để xóa bỏ những tập tục lạc hậu đã ăn sâu bám rễ trong đồng bào không phải là điều dễ dàng. Vì vậy, các cán bộ công an đã thường xuyên kiên trì vận động người dân, tổ chức các cuộc họp thôn bản, tranh thủ những người có uy tín trong đồng bào hoặc xuống từng hộ dân để tuyên truyền, tâm huyết với đồng bào để giúp họ xóa dần đi những định kiến lạc hậu, xây dựng nếp sống văn hóa mới. Còn an ninh là tuyên truyền xuyên tác đúng là làm như thế nữa, đúng là nghi nữa, bây giờ hết rồi không còn. Lên đây nhiều lên thăm nhiều lần nhớ, lên thăm bà con ăn ra sao, an ninh chính trị như thế nào đấy. Nhờ có sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an xã, mà các hủ tục mê tín dị đoan như nghi kỵ cầm đồ thuốc độc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số các xã vùng cao Quảng Ngãi đã từng bước được loại bỏ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.